Xin chào, chào mừng tất cả anh chị, các nhà đầu tư và các bạn đã trở lại với kênh channel của mình nha. Hôm nay Thọ rất vui gặp lại tất cả các anh chị và các bạn. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn thời gian qua đã đăng ký ủng hộ kênh. Và để cập nhật tin bất động sản mới nhất, các anh chị vui lòng bấm nút đăng ký miễn phí và bấm chuông thông báo. Mọi ý kiến đóng góp và nhu cầu về bất động sản, anh chị hãy để lại dưới phần bình luận. Thọ xin chúc tất cả anh chị và các bạn và các nhà đầu tư có một ngày mới thật nhiều niềm vui và thật nhiều năng lượng luôn nha. Rồi, tiếp tục những video mới nhất thì em xin giới thiệu tất cả anh chị, các nhà đầu tư và tất cả các bạn một cái sản phẩm bất động sản nữa nha. Thì hôm nay em xin giới thiệu tất cả anh chị, các nhà đầu tư một cái miếng đất có diện tích là 1,9 mẫu nha tất cả anh chị. Lô đất này tọa lạc tại xã Tân Hòa Đông, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang nha tất cả anh chị. Thì lô đất này xe hơi thì có thể chạy vô tạm được nha tất cả anh chị. Thật sự thì con đường này lộ thì cũng không được lớn lắm nha tất cả anh chị. Xe ba gác thì chắc ok đó, còn xe hơi thì hơi khó khăn. Ráng chạy thì cũng được nhưng mà hơi khó khăn nha tất cả anh chị. Xe ba gác thì ok. Thì em xin nhắc lại nha tất cả anh chị, hôm nay em xin giới thiệu tất cả anh chị một lô đất có diện tích là 1,9 mẫu nha, thuộc Tân Hòa Đông, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Thì lô đất này cách ngã năm Hoàng Gia, huyện Tân Phước, ngã năm Hoàng Gia nha, ngã năm Hoàng Gia có chợ Bắc Đông á, là 6,4 km theo đường chim bay nha tất cả anh chị. Cách lộ xe tải 3,5 tấn, lộ đan 3m nha, lộ đan 2,5m á. Xe lộ đan 3m. Xe tải 3,5 tấn là 1,5 km nha tất cả anh chị. Cách cái lộ đan á, lộ đan nãy em quay trên màn hình cho tất cả anh chị xem á, thì chỉ có cách có 1,5 km thôi. Thì lô đất này có mặt tiền là 37m nhân vô là 486m nha tất cả anh chị. Thì hiện tại lô đất này là đang trồng khóm và có trồng sen kẻ mai nha tất cả anh chị. Thì cái lô ở mé bên tay phải nha, cái là em đứng bên đây em quay cho anh dễ nhìn á, kế bên cái lô khóm này nha tất cả anh chị. Lô đất cũng rất là đẹp. Thì hiện tại thì cái lô đất này có hai cái nhà cũng đơn giản nha tất cả anh chị. Hai nhà thiết nha. Nhà nên em không có review rõ kỹ cho tất cả anh chị xem. Thì phía trước chủ đang trồng mai này kia đồ đó, có kết hợp trồng khóm và mai nha tất cả anh chị. Ngoài ra lô đất này phía trước có mặt tiền con kênh rụng rộng khoảng cỡ 9m nha, 9 đến 12m. Và em xin cập nhật giá bán chính chủ lô đất này luôn nha. Lô đất này có diện tích là 1,9 mẫu, mặt tiền là 37 nhân vô 486m. Thì chủ bán với giá là 2,4 tỷ nha, 2,4 tỷ. Thì các anh chị sẽ được gặp chính chủ nha. Những sản phẩm bất động sản bên em, anh chị sẽ gặp được chính chủ. Ai đứng tên thì anh chị sẽ gặp được người đó nha. Giá thì tất cả là điều từ chủ đưa ra nha các anh chị. Bên em làm việc sẽ không kê giá nha. Giá thì anh chị sẽ được gặp trực tiếp với chủ thỏa thuận giá cả. Thì em xin nhắc lại nha, lô đất này cách ngã năm Hoàng Gia chỉ có 6,4 km theo đường chim bay, còn cách lộ xe tải 3,5 tấn là 1,5 km. Các anh chị nào có nhu cầu thì cứ về tới ngã năm Hoàng Gia của huyện Tân Phước á, hoặc anh chị về tới thị trấn Mỹ Phước cũng được. Thì cứ alo qua bên em đặt lịch trước nha tất cả anh chị. Thì lúc đó xem đất thì em sẽ sắp xếp cho anh chị xem đất và gặp được chính chủ luôn nha. Kế bên đám khóm này nha tất cả anh chị. Thì các anh chị khu vực Sài Gòn nếu chạy về lô đất này cũng cỡ nếu mà đi theo theo quốc lộ 62 á, đi cao tốc xuống quốc lộ 62 về Thạnh Hóa mà đi sang qua thì cũng mất cỡ 70 mấy cây á, gần 80 cây nha, 70 mấy cây á. Còn anh chị đi về Tân Phước cũng được, có nhiều hướng lắm nha, vòng qua bên Long An, vòng về Tiền Giang xuống ngay chỗ huyện Tân Phước, ngay chỗ thị trấn Mỹ Phước á, cũng ok luôn. Thì trong màn hình tất cả anh chị đây là hình dạng lô đất nha, ngang là 37m, chạy dài vô luôn á là 486m, đất đang trồng khóm mà mai nha.
Thì các anh chị nào có nhu cầu thì hãy mạnh dạn liên hệ qua bên em, liên hệ vào số thoại 0828367167 gặp em là Quỳnh Thọ nha tất cả anh chị. Em sẽ tư vấn cho tất cả anh chị những sản phẩm bất động sản phù hợp vào hướng, phù hợp vào túi tiền và phù hợp vào phong thủy luôn nha. Đừng quên mất cập nhật về hướng của lô đất này nha. Hướng lô đất này là thuộc hướng Bắc nha tất cả anh chị. Các anh chị nào có hướng phong thủy phù hợp vào hướng Bắc á thì mình mua sở hữu là ok luôn đó. Thì hiện tại bên em cũng đang nhận ký gửi cũng như tìm kiếm những sản phẩm bất động sản theo yêu cầu nha. Các anh chị nào có nhu cầu thì hãy mạnh dạn liên hệ qua bên em. Tìm đất nền, đất thổ, đất mặt tiền hay là đất khóm, đất khoai hay đất tràm, đất lúa vân nha, đất vườn. Các anh chị nào có nhu cầu vì cái gì đó thì cứ gọi thẳng qua bên em thì anh em sẽ hỗ trợ cho các anh chị nha. Các anh chị cũng đừng quên bấm nút like và đăng ký ủng hộ kênh nha, để cập nhật những cái tin bất sản mới nhất, theo dõi những cái video mới nhất của bên em nha, để sở hữu những cái sản phẩm bất động sản phù hợp nhất với bản thân nha tất cả anh chị. Rồi, cảm ơn tất cả anh chị nha. Và lời cuối cùng xin chúc tất cả các anh chị, các nhà đầu tư cùng với tất cả các đồng nghiệp trên khắp mọi miền đất nước lời chúc sức khỏe và vạn sự thành công. Cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe video. Hẹn gặp lại tất cả các anh chị những video tiếp theo. Và xin chào tất cả các anh chị.